Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Từ hôm nay ngày 3 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh vào đợt tiêm thứ 6, chưa dùng vaccine Sinopharm. Hà Nội xác định được 40 người dương tính với COVID-19 liên quan tới công ty thực phẩm Thanh Nga. Trung Quốc phong tỏa hàng triệu dân, yêu cầu bảo vệ Bắc Kinh bằng mọi giá. Mỹ, chủng Delta lan như cháy rừng, ca COVID-19 vượt mốc 35 triệu. Sau đây là tin chi tiết. Thưa quý vị, tại cuộc họp báo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Anh Đức cho biết, tính đến tối ngày 2 tháng 8, theo thống kê chưa đầy đủ, thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm được 920.329 liều vaccine phòng COVID-19. Như vậy, thành phố đã cơ bản hoàn thành đợt tiêm thứ 5 với mục tiêu trên 900.000 liều trong vòng 10 ngày tiêm, tính từ ngày 22 tháng 7. Từ hôm nay, ngày 3 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh bước vào đợt 6 tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Cũng theo ông Đức, trong đợt 5 có 1.039 người có phản ứng sau tiêm, tuy nhiên hầu hết là triệu chứng nhẹ và đã được xử lý ổn định, không có trường hợp nào ảnh hưởng đến sức khỏe. Vaccine Sinopharm đang trong quá trình được Bộ Y tế thẩm định nên không đưa vào tiêm trong đợt này. Nếu được thẩm định sẽ tiến hành tiêm chủng theo đúng quy trình như các vaccine khác. Nói cụ thể hơn về đợt 6 tiêm vaccine, ông Dương Anh Đức cho biết đợt tiêm thứ 6 sẽ rất đặc biệt, dự kiến sẽ kéo dài đến hết tháng 8 năm 2021 với sự hỗ trợ của chính phủ. Nếu như cung cấp vaccine đầy đủ và đúng tiến độ như đề xuất, thành phố Hồ Chí Minh sẽ cố gắng đạt mục tiêu những người đủ 18 tuổi trở lên sẽ cơ bản được tiêm. Theo ông Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã gửi văn bản đề xuất với chính phủ, Bộ Y tế, trong đó đề xuất tháng 8 cấp cho thành phố Hồ Chí Minh khoảng 5 đến 5,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Hiện theo thống kê, người từ 18 tuổi trở lên thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 7 triệu người. Thành phố đã tiêm được 2 triệu liều. Mặt khác, có khoảng 800.000 người đã tiêm mũi 1 vaccine AstraZeneca trước ngày 30 tháng 6 năm 2021, cần phải tiêm mũi 2 vào cuối tháng 8 và khoảng 25.000 người tiêm mũi 1 vaccine Moderna trước 31 tháng 7 năm 2021, cần phải tiêm mũi 2 vào cuối tháng 8. Do vậy, tổng số cả mũi 1 và mũi 2 thành phố cần có khoảng 5,5 triệu liều. Nói về năng lực tổ chức tiêm, ông Đức cho biết hiện nay Sở Y tế đã phối hợp với các địa phương huy động tất cả các nguồn lực, bao gồm y tế công lẫn tư, quân đội của các tỉnh hỗ trợ. Hiện riêng nguồn thành phố đảm bảo được 1.200 đội tiêm và với quy trình hiện nay công suất đạt 250 người trên đội trên ngày. Như vậy, riêng các đội tiêm của thành phố sẽ đạt 300.000 mũi trên ngày. Nếu được cung cấp đủ vaccine và theo đúng tiến độ đề xuất, thành phố sẽ đảm bảo tiêm đúng mục tiêu đợt 6 này. Ngoài ra, chúng ta còn có những nguồn lực khác sẵn sàng để hỗ trợ. Do vậy, nếu được phân bổ nguồn vaccine dồi dào hơn, thành phố có thể đẩy tiến độ tiêm lên hơn 350.000 mũi trên ngày, ông Đức nhấn mạnh. Hà Nội xác định được 40 người dương tính với COVID-19 liên quan tới công ty thực phẩm Thanh Nga. CDC Hà Nội cho biết sau khi nhận được thông tin về chùm ca bệnh gồm hơn 20 trường hợp mới mắc COVID-19 liên quan tới công ty thực phẩm Thanh Nga tại địa chỉ 82/651 Hai Bà Trưng, CDC Hà Nội đã phối hợp với cơ quan y tế quận để tiến hành xác minh và truy vết. Hai ca bệnh COVID-19 đầu tiên được xác định là NTH, nhân viên, và VNA, sinh viên thực tập ở Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội. Hai người này cùng làm việc tại công ty thực phẩm Thanh Nga, có triệu chứng bệnh từ ngày 28-29 tháng 7 và đã được xác định mắc COVID-19 sau đó. Theo CDC Hà Nội, ngay sau khi phát hiện ra các ca bệnh đầu tiên vào ngày 31 tháng 7 năm 2021, Trung tâm Y tế Đống Đa đã tiến hành điều tra lấy mẫu các trường hợp F1 của hai bệnh nhân H và A. Mở rộng truy vết xét nghiệm, đến nay cơ quan chức năng phát hiện tổng cộng 40 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 30 trường hợp là nhân viên công ty Thanh Nga, 10 trường hợp là những người liên quan tới các bệnh nhân H và A. 30 người mắc COVID-19 của công ty Thanh Nga là nhân viên giao hàng, lái xe, nhân viên văn phòng, kế toán và quản lý công ty. Kết quả xét nghiệm ngày 1 tháng 8 cho thấy,
có 10 trường hợp dương tính mới là những người liên quan tới các bệnh nhân đều sinh sống tại Văn Chương, Đống Đa. Các quận huyện liên quan đã lập tức phối hợp cùng CDC gấp rút khoanh vùng, truy vết, sàng lọc người liên quan, tổ chức xét nghiệm để khoanh vùng dập dịch. Đáng chú ý là các nhân viên giao hàng của công ty Thanh Nga sẽ đi qua nhiều địa điểm như là siêu thị, khách sạn, trong đó có chuỗi siêu thị Vinmart. Hiện có 54 địa điểm là các khách sạn, bệnh viện, siêu thị liên quan đến các ca dương tính mới được công bố của công ty thực phẩm Thanh Nga. Đến sáng 3 tháng 8, CDC cho biết có 69 trên 69 F1 là nhân viên Vinmart đã có kết quả âm tính lần 1. 55 khách sạn, siêu thị, bệnh viện ở Hà Nội liên quan đến 30 ca mắc ở công ty Thanh Nga. Theo đó, 55 khách sạn, siêu thị, bệnh viện thuộc địa bàn của 12 quận huyện Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đan Phượng, Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoài Đức, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Tây Hồ và Thanh Xuân. Trong đó có 41 cửa hàng thuộc hệ thống Vinmart, Vinmart Cộng. CDC Hà Nội cho biết kết quả xét nghiệm 69 trên 69 trường hợp là F1 của hệ thống Vinmart liên quan đến công ty thực phẩm Thanh Nga âm tính với virus SARS-CoV-2. Đến sáng ngày 3 tháng 8, công ty thực phẩm Thanh Nga, ngõ 651 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng đã ghi nhận 30 trường hợp dương tính, 8 ca mới. 30 ca này bắt đầu từ ca chỉ điểm là bệnh nhân VNA, nữ sinh năm 2000 ở Văn Chương, Đống Đa, là sinh viên thực tập tại công ty thực phẩm Thanh Nga ở Thanh Lương, Hai Bà Trưng đến hết ngày 30 tháng 7. Ngày 28 tháng 7, NA xuất hiện triệu chứng ho sốt, đau họng, đến khám bệnh tại bệnh viện Sanh Pôn cho kết quả sàng lọc dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 31 tháng 7, kết quả khẳng định tại CDC Hà Nội. Ngày 1 tháng 8, CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định thêm 20 trường hợp nhân viên công ty dương tính mới là F1 của VNA. CDC đã phối hợp với Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng và các đơn vị liên quan điều tra lịch trình di chuyển và người tiếp xúc với các bệnh nhân dương tính, phong tỏa tạm thời khoảng 300 hộ với 1.000 nhân khẩu. Các trường hợp xác định đã được liên hệ chuyển điều trị tại Bệnh viện Bắc Thăng Long, đồng thời xác minh được 33 trường hợp F1. Tổng số người liên quan, người trong khu vực ổ dịch khoanh vùng đã được lấy mẫu là 750 người, trong đó có 500 mẫu gộp sàng lọc cộng đồng và 230 người sống trong ngõ 651 Minh Khai. Bên cạnh đó, cách ly tại trạm y tế đối với 11 cán bộ y tế thuộc hai dây chuyền tiêm tại khu công nghiệp Quang Minh F1 là dây tiêm có 5 trường hợp dương tính liên quan đến công ty Thanh Nga. Ngoài ra, lập danh sách nhân viên làm việc tại 5 công ty cùng địa chỉ tại ngõ 651 Minh Khai, đồng thời thông báo cho nhân viên công ty chủ động tự cách ly tại nhà và khai báo y tế với địa phương. Ngày 2 tháng 8, CDC Hà Nội thông báo tìm người trên địa bàn thành phố có liên quan đến công ty thực phẩm Thanh Nga tại địa chỉ 82 trên 651 Minh Khai, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, kể từ ngày 14 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8. Người đến và giao dịch với công ty phải tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến số 0969 082 115 hoặc 0949 396 115. Qua đó xác định thêm 10 ca bệnh liên quan đến công ty Thanh Nga là F1 của ca bệnh NTH, đều ở Văn Chương, quận Đống Đa, có kết quả mắc COVID-19 ngày 1 tháng 8. Như vậy, liên quan đến chùm ca bệnh công ty thực phẩm Thanh Nga có 40 trường hợp dương tính, bao gồm 30 nhân viên công ty và 10 người liên quan. Trung Quốc phong tỏa hàng triệu người dân, yêu cầu bảo vệ Bắc Kinh bằng mọi giá. Hãng tin AFP ngày 2 tháng 8 đưa tin hàng triệu người dân Trung Quốc đang sống trong khu vực cách ly phong tỏa, trong bối cảnh nước này tìm cách kiềm chế đợt dịch lớn nhất trong nhiều tháng. Đợt dịch mới nhất do biến thể Delta gây ra, với các ca nhiễm đầu tiên được ghi nhận ở thành phố Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô hôm 20 tháng 7, đã lan tới hơn 20 thành phố ở hơn chục tỉnh của Trung Quốc. Ngày 2 tháng 8, nước này đã ghi nhận 55 ca nhiễm trong cộng đồng, theo AFP. Trong khi đó, South China Morning Post cho biết, kể từ lúc phát hiện biến thể Delta ở Nam Kinh đến nay, đã có hơn 350 ca nhiễm đã được ghi nhận tại 27 thành phố của Trung Quốc. Thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch của Trung Quốc vào đầu năm 2020, cũng ghi nhận 7 ca nhiễm trong cộng đồng ngày 2 tháng 8. Theo Tân Hoa Xã, những người này được xác định là lao động nhập cư. Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, trước đó Vũ Hán đã không ghi nhận ca nhiễm nào trong cộng đồng kể từ tháng 6 năm 2020. Giờ đây, các thành phố lớn của Trung Quốc gồm thủ đô Bắc Kinh đang triển khai xét nghiệm hàng triệu dân, phong tỏa các khu dân cư và cách ly các trường hợp tiếp xúc gần với ca nhiễm. Đến nay, Bắc Kinh đã ghi nhận 4 ca nhiễm trong đợt dịch mới nhất.
đều liên quan đến thành phố Trương Gia Giới thuộc tỉnh Hồ Nam. Trong một cuộc họp hôm 1 tháng 8 do Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Thái Kỳ chủ trì, các quan chức yêu cầu phải bảo vệ thủ đô Bắc Kinh bằng mọi giá, thông qua các biện pháp nhanh nhất, nghiêm ngặt nhất và quyết đoán nhất. Trong khi đó, ngày 2 tháng 8, hơn 1,2 triệu dân thành phố Chu Châu thuộc tỉnh Hồ Nam đã bị đặt trong tình trạng phong tỏa khắt khe. Chính quyền đã triển khai công tác xét nghiệm toàn thành phố và đẩy mạnh tiêm vaccine COVID-19. Thành phố Trương Gia Giới cũng phong tỏa toàn bộ 1,5 triệu dân. Tình hình vẫn phức tạp và đáng lo ngại, chính quyền Chu Châu nhận định trong bối cảnh đợt dịch mới nhất đe dọa phá hỏng thành quả chống dịch của Trung Quốc nhiều tháng qua. Mỹ, chủng Delta lan như cháy rừng, ca COVID-19 vượt mốc 35 triệu. Số ca mắc COVID-19 tại Mỹ đã vượt mốc 35 triệu khi biến chủng Delta vẫn đang bùng phát mạnh tại nước này. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC, nước này đã ghi nhận trung bình khoảng 70.000 ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày. Riêng trong ngày 30 tháng 7, Mỹ ghi nhận hơn 100.000 ca nhiễm mới. Tỷ lệ tử vong vì COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần này tại Mỹ thấp hơn nhiều so với các đợt trước. Mặc dù số người chết có xu hướng tăng lên gần đây, lên khoảng 300 trường hợp mỗi ngày. Hồi tháng 1, có hơn 3.500 người tử vong vì COVID-19 mỗi ngày tại Mỹ. Theo phân tích của Reuters, số ca nhiễm mới trung bình được ghi nhận mỗi ngày tại Mỹ đã tăng gần gấp đôi trong 10 ngày qua và số bệnh nhân nhập viện ở nhiều bang đang tăng mạnh. Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, số ca mắc COVID-19 tại Mỹ vượt mốc 35 triệu. Trong khi số ca tử vong lên tới hơn 629.000 người, Mỹ vẫn là nước có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới. Tuy nhiên, trong bối cảnh Mỹ có sẵn nguồn cung vaccine COVID-19, đợt bùng phát dịch lần này tại Mỹ có sự khác biệt so với các đợt trước. Cho đến nay, những người chưa được tiêm chủng vẫn có nguy cơ lây nhiễm cao nhất. Trong khi đó, những người đã tiêm vaccine vẫn có thể mắc COVID-19, song ít có khả năng trở bệnh nghiêm trọng. Phần lớn các trường hợp nhập viện và tử vong vì COVID-19 xảy ra ở những người chưa được tiêm chủng. Tiến sĩ Grigory Balan, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Mayo Clinic cho biết, đối với những người đã được tiêm vaccine, nếu mắc COVID-19, họ sẽ chỉ bị bệnh nhẹ hoặc không có triệu chứng. Các ổ dịch lớn nhất tại Mỹ hiện nay là những khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp, trong bối cảnh biến chủng Delta với khả năng lây nhiễm cao dẫn đến sự gia tăng số ca nhiễm mới. Tỷ lệ tiêm vaccine tại Mỹ đang bắt đầu tăng trở lại sau khoảng thời gian duy trì ở mức thấp. Đây cũng giống như một đám cháy rừng, chứ không còn là đám cháy âm ỉ. Đó là đám lửa đang bùng cháy dữ dội. Michelle Barron, Giám đốc Y tế cấp cao về phòng chống và kiểm soát nhiễm trùng tại UCS, bang Colorado, Mỹ nhận định về sự bùng phát của biến chủng Delta. Các bác sĩ tại Mỹ cho biết những bệnh nhân nhiễm biến chủng Delta dường như trở bệnh nhanh hơn và trong một số trường hợp có các triệu chứng nghiêm trọng hơn so với những bệnh nhân trước đây. Biến chủng Delta bắt nguồn tại Ấn Độ và lần đầu tiên được ghi nhận ở Mỹ vào tháng 3. Biến chủng này sau đó nhanh chóng lấn át các biến chủng khác và lan rộng tại Mỹ. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ ước tính cứ 10 ca nhiễm mới thì có 8 ca nhiễm với biến chủng Delta. Trung bình Mỹ triển khai tiêm khoảng 660.000 liều vaccine mỗi ngày, tăng so với 500.000 liều mỗi ngày vào hồi tháng 7. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh hơn 3 triệu liều mỗi ngày vào tháng 4. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận của video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp.